Chào các bạn, như phần 3 Ji Hoan bắt đầu thực hiện kế hoạch trả thù, anh đã cho hai mẹ con Suk Jin biết thế nào là quả báo nhãn tiền. Trong phần 4 này, Chu Hong đã bị kéo vòng xoáy hận thù và các mối quan hệ huyết thống bắt đầu được sáng tỏ. Nào cùng SD vào chi tiết nhé! Sau khi biết bố mình đã giấu chuyện chứng kiến Tae Hyung tông xe gây tai nạn cho Seon mẹ của Ji Hoan, cô gái Chu Hong đã bối rối không biết phải làm sao để bù đắp lỗi lầm của cha mình với Ji Hoan, đến khóc lóc xin lỗi Ji Hoan, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi anh. Nhưng lại để Tae Hi nhìn thấy tát cô lệch mặt vì nghĩ cô đang ve vãn, níu lại tình cảm của Ji Hoan. Ji Hoan tức giận quát Tae Hi, bảo cô ta hãy để anh ý yên. Về phía Ji Hoan không trách cứ ông Park Sang U, mà còn tìm cách khác để bảo vệ ông cùng Chu Hong. Anh và Che Ho kết hợp tìm kiếm bằng chứng vụ tai nạn để giao nộp phía cảnh sát. Bên cạnh đó còn lặng lẽ gửi thùng táo chứa 1 tỷ mà Mụ Suk Jin dùng để hối lộ cảnh sát trưởng về nhà cho Hung Sik. Mụ Suk Jin đối mặt với những chất vấn của bố chồng cô vừa làm mất của tôi 3 tỷ, rồi lại gây ra chuyện gì mà phải mất 1 tỷ để xin xỏ, cô lấy tiền ở đâu ra? Lúc này có điện thoại của tên cảnh sát đều báo cáo rằng Ji Hoan đã nộp thêm bằng chứng của vụ tai nạn làm Mụ càng rối. Ad nhìn mặt hai mẹ con mà thấy thích quá. Sau sự việc, đến cha Nam hỏi dò mẹ xem sự việc như thế nào, hắn cũng kể cho mẹ hắn về việc ông Park Han So đã kể chuyện con gây tai nạn cho Chu Hong. Để chuộc lại lỗi lầm 9 năm trước, ông Park Han So đến tìm Ji Hoan để cùng đi đầu thú, khai hết mọi việc. Song do Ji Hoan cũng thừa hiểu rõ nếu ra đầu thú lúc này thì vừa nguy hiểm cho ông Park vừa không đạt được kết quả anh mong muốn nên anh đã lên kế hoạch để trả thù cảnh sát một cách có lợi nhất. Việc này cũng đã đến tai Tae Hi, cô ả vì muốn giữ Ji Hoan bên mình mà không muốn ông Park Han So báo cảnh sát. Chỉ cần Ji Hoan chưa trả thù được thì sẽ còn bên cạnh cô ta. Đến cả chiếc áo mà bấy lâu nay Tae Hi làm bằng chứng cũng bị cô nàng mang đi đốt. Rất tiếc Ji Hoan đã bắt gặp và lặng lẽ đi theo em đốt cái gì thế, Tae Hi ấp úng đáp em đốt cái áo cũ. Ji Hoan thừa hiểu đây là cái áo mà Tae Hi từng nhắc đến. Đến đây thì Ji Hoan đã hiểu rằng Tae Hi đã lật lọng, không thực hiện đúng như lời hứa trước khi cưới. Chuyển cảnh, trong lúc Ji Hoan đang quay lại video lời thú tội của ông Park thì Tae Hi đã ở ngoài cửa nghe hết chuyện. Tae Hi giờ đây đã trở thành một người hoàn toàn khác, mọi hành động bắt đầu giống bà Suk Ji, lo lắng sắp mất chồng, cô đã bảo quản gia Giang đến trộm video clip đã quay. Bên cạnh đó, Tae Hi mang tiền đến để hòng mua chuộc ông Park. Cô đến đây làm gì, đừng mang mấy đồng tiền bẩn thỉu của các người ra mà điều khiển tôi, chú ơi cháu xin chú. Sự việc chẳng đến nỗi nào, nhưng vì cả hai kéo co rằng qua rằng lại trên sân thượng mà cơ sự lại xảy ra, ông Park vì tuột tay mà đập gáy vào mấy chung nước. Máu chảy không ngừng, Tae Hi hoảng loạn quản gia Giang lại xuất hiện, tên quản gia xuất hiện tại mọi điểm nóng. Vì là bố đẻ nên ông ta đã ra sức giúp đỡ và sẵn sàng nhận đây là việc mình làm. Chú ơi, bây giờ cháu phải làm sao? Trưởng phòng trước mắt phải rời khỏi chỗ này. Lúc này, Ji Hoan được Che Ho báo mất video clip nên cảm nhận được ông Park đang gặp nguy hiểm. Anh tìm kiếm khắp nơi, gọi cả Chu Hong đi tìm Chu Hong, em có thấy bố em đâu không? Mau tìm bác ngay, bác đang gặp nguy hiểm. Về đến quán anh cùng Chu Hong chạy lên tầng thượng nhưng không kịp nữa rồi, chỉ còn ông Park nằm thoi thóp trên vũng máu của mình. Còn hai kẻ gây ra sự việc đang trốn ở một góc, đợi thời cơ thích hợp sẽ lẻn đi. Lần đầu gây ra sự việc nghiêm trọng như này nên về đến nhà người Tae Hi vẫn bấn loạn, làm rơi cốc nước trước mặt bé Son. Còn quản gia Giang đã xóa hết mọi dấu vết, camera các tòa nhà. Đoạn này mình cũng thấy là việc xóa clip công cộng của bên Hàn Quốc như việc xóa ảnh trong điện thoại, chỉ cần ấn nút là xong. Mẹ con Suk Jin cũng đã nắm được thông tin thông qua quản gia Giang, đồng thời ông cũng đã nhận là do mình làm không hề nhắc đến Tae Hi. Cha Nam đến bệnh viện thăm bố cờ rút với khuôn mặt con nai và ngơ ngác không biết gì, sao áo em lại dính máu thế này, Chu Hong đã nổi cáu. Đuổi cha Nam khỏi bệnh viện, được cái tên Tae Hyung này vẫn còn là người đã chuyển ông Park vào phòng điều trị đặc biệt. Về phía ông Park tình hình sức khỏe càng trầm trọng, đồng tử không có phản ứng được, ông ấy không thể thở được. Nhưng lúc này đột nhiên ông Park Sang Hu lại có phản ứng ở ngón tay. Chu Hong sung sướng báo ngay cho Ji Hoan ở văn phòng khi đang nói chuyện với Tae Hi. Ừ anh đây, thật sao chú tỉnh lại rồi đúng không? Tae Hi đi theo để nghe lén, cô ta nghe xong cảm thấy lo lắng bất an. Tự mình đến bệnh viện, nhưng không đeo khẩu trang thế này có mà giết ông Sang Hu cũng bị mọi người biết chứ. Cô ta đã nhấc ống thở, hòng hại chết ông Sang Hu. Đột nhiên Chu Hong chạy đến cho cô ta một cú tát, và Chu Hong đã có thể ngờ ngợ được rằng kẻ hại bố mình có thể là Tae Hi. Chu Hong đã kể chuyện này cho Ji Hoan biết, chuyện Tae Hi định hại chết bố mình. Điều này làm Ji Hoan nảy sinh nghi ngờ. Khi đi làm về, Ji Hoan đợi Tae Hi vào nhà trước, sau đó sẽ kiểm tra video ghi lại ở hộp đen ô tô của Tae Hi. Chuyển cảnh, Tae Hi vừa vào phòng đã bị cả mẹ và anh trai hỏi chuyện, dọa cô rằng Ji Hoan đang lùng sục tất cả những camera xung quanh các tòa nhà,
cả những hộp đen của ô tô đỗ quanh đó. Điều này đã vô tình gợi ý cho Tae-hee nhớ đến hộp đen ở ô tô mình. Cô ta vội vàng đi xóa ngay dữ liệu của ô tô, tưởng chừng không ai hay nhưng Ji-hwan đã sớm copy đoạn cờ clip đó. Ji-hwan vào nhà chất vấn Tae-hee, rồi đến quản gia Giang và sẽ mời hai người lên phối hợp với cảnh sát để điều tra vụ án. Rõ ràng đây là Ji-hwan vẫn muốn cả hai hãy tự thú về hành động của mình. Nhưng đời nào cô ta lại làm vậy chứ? Hai cha con đã phối hợp để trả lời không đúng trọng tâm vấn đề, đánh lừa cảnh sát. Bên cạnh đó thì mụ Súc Jin với trình độ quan hệ rộng của mình nên đã đưa luật sư riêng đến phối hợp điều tra. Ở bệnh viện, ông Pep sức khỏe càng lúc yếu đi và có lẽ điều gì đến cũng sẽ đến. Ông Pep Hansu qua đời trong sự tiếc thương của hai mẹ Chu Hong và Ji Hwan trước khi nhắm mặt xuôi tay lên ngắm gà khỏa thân chỉ kịp nói mỗi chữ nam. Hai mẹ con Chu Hong đứng trước di ảnh của bố, cô ấy hứa với bố sẽ không để bố chết oan ức như thế này được, xin bố hãy dõi bước theo con. Lúc này quản gia Giang mới đưa USB, máy quay chứa clip quay lại ông Pep làm chứng cho Tae-hee giữ. May là cô ta không hủy bỏ, để đó còn cơ hội để làm bằng chứng. Lúc này, Chu Hong cảnh sát thông báo kết thúc điều tra vì không đủ bằng chứng khẳng định đây là vụ ám sát, làm cô càng bất lực. Về đến nhà lại thấy mẹ bảo tên Tae-hee vừa mang quà đến. Chu Hong máu dồn lên não liền đến tận nhà ông Hung Sik đang ngồi ở phòng khách. Vào đến phòng, ném cả hộp thuốc vào nam Tae-hee, kẻ sát nhân, cô là kẻ giết bố tôi ném cục tiền vào mặt bà Súc Jin tôi muốn thay bố tôi ném phong bì vào mặt bà. 9 năm trước Tae-hee đã gây tai nạn. Để kiềm chế lại, Ji-hwan đã ngăn và kéo cô về. Khi Chu Hong ra về, ông Hung Sik đã hỏi rõ ba mẹ con nhưng không ai nói ra sự thật cả, vẫn nói dối quanh co để che giấu sự thật. Ji-hwan lo lắng Chu Hong bị Mu Súc Jin trả đũa nên gặp quản gia Giang để đe dọa ông ta, buộc ông ta phải báo cáo mọi hành động của Mu Súc Jin. Về phía Pep Chu Hong, đã đến gặp Ji-hwan để xin đoạn clip nhưng đã biến mất, buộc cô phải đến gặp ông Hung Sik để nói rõ. Nhưng đã bị Mu Súc Jin và Tae-hee biết nên đã ngăn cản Tae-hee không gặp được ông Hung Sik. Chu Hong vì đợi lâu quá nên đã vào phòng Tae-hee, trời xui đất khiến thế nào cô lại tìm được máy quay và USB ở ngăn bàn của Tae-hee thật easy. Cô giấu về nhưng bị Tae-hee biết được, cô ta báo mẹ để sắp xếp người cướp giữa đường. Ji-hwan biết được đến cứu nhưng chỉ cứu được người còn túi xách thì không giữ được. Ji-hwan đã cản Chu Hong không nên hành động thế nữa, hãy để anh tự làm. Nhưng tính của Chu Hong bạn biết rồi đó, bộc chuộc suy nghĩ đơn giản. Chu Hong nhớ đến tên nam Tae-hee, đến gặp Tae-hee tại văn phòng, trước mặt hai mẹ con khẳng định hãy bảo vệ em. Anh thích em đến nỗi lấy cả cuộc đời mình ra để đánh đổi, thì em cũng muốn đánh đổi một lần. Ji-hwan đứng ngoài sững sờ khi Chu Hong nói như vậy. Rất may nam Tae-hee đã chấp nhận lời đề nghị đó. Nhưng hắn lại cáo già hơn, ở quán nước hắn đã nói rõ với Chu Hong không giống như cặp Tae-hee và Ji-hwan, ai về phòng người đấy, phải là vợ chồng thực sự. Thằng cha này khôn thế, nếu là S thì S cũng thế. Chu Hong nghe cũng lưỡng lự, nước bọt nuốt liên tục nhưng rồi vẫn chấp nhận yêu cầu đó. Hôm sau Tae-hee ngỏ lời xin cưới Chu Hong với cả nhà, nhưng ông Hung Sik chưa đồng ý ngay. Nhưng với cái miệng dẻo như kẹo hắn đã thuyết phục được ông Hung Sik ngày buổi tối hôm đó. Về phía Chu Hong thì lúc đầu bị mẹ ngăn cản, nhưng rồi cũng chấp thuận cho việc làm của con gái. Với sự đồng ý của hai gia đình thì đám cưới không ai ngờ cũng đã diễn ra. Khi đã bước chân vào được ngôi nhà đó, chỉ chờ mụ Súc Jin đi vắng là Chu Hong tìm kiếm những gì có liên quan đến vụ án trong phòng của Súc Jin. Cũng giỏi đấy, tìm có tẹo thôi mà sờ được két sắt của bà ta. Lúc đang loay hoay mở két của Súc Jin thì bà ta về phòng, cũng may Ji-hwan về trước đã chữa cháy cho cô. Xin lỗi con không biết giám đốc sẽ vào đây, phòng của người ta sao lại không vào chứ? Hơi quê con có vấn đề cho đổi riêng, chủ tịch đã mua 3 bất động sản cho Tae-hee, kết hợp đưa báo cáo thống kê cho bà ta. Bà ta nghe xong đã tức giận bỏ về công ty, cứu cho Chu Hong một tình huống 10-10. Ji-hwan khuyên bảo nhưng Chu Hong vẫn kiên quyết tiếp tục ở đây để tìm cách trả thù. Về phía Ji-hwan vẫn tiếp tục tìm kiếm bằng chứng, đồng thời cũng nhờ Che-ho kiểm tra xem tên Tae-hee đã giám định huyết thống với ai. Đoạn này mọi người cố gắng nhớ lại lần trước nam Tae-hee vào phòng Ji-hwan lấy đi bức ảnh và hắn biết Ji-hwan là cháu nội ông Hung Sik. Chuyển cảnh, được Ji-hwan đưa tờ báo cáo cho ông Hung Sik về khoản 3 tỷ mua bất động sản cho Tae-hee đứng tên. Nhưng mụ Súc Jin lại lấy đó để bôi nhọ hành động của Ji-hwan trước ông Hung Sik. Tại sao cậu lại len lút giám sát mọi hành động của ông, tưởng chừng sẽ thấy cảnh ông Hung Sik chửi Ji-hwan. Nhưng ngược lại ông ấy lại nói thẳng đây là tôi bảo Ji-hwan in ra, đưa cho cô biết, để cô hiểu được việc lấy 3 triệu won của tôi đi làm những việc không đâu. Sau khi nhận được phần thưởng của ông,
Tae-hee đã tuyên bố đó là tài sản chung của cả cô và Ji-hwan. Hai mẹ con Tae-hee cay lắm nhưng không làm gì được nữa. Ji-hwan đã cố ý để nói việc Tae-hee đang giấu mình việc xét nghiệm huyết thống với ai đó để anh ta hành động. Ji-hwan cùng Jae-ho bật chế độ suy luận ngủ gật như thám tử Mo-ji cũng đã đoán được ông Hong-sik có một đứa cháu nội khác, đe dọa đến tài sản của Tae-hee. Tìm mọi cách để liên hệ với những người trước đây có quen biết ông Nam Chan-u, bố của Tae-hee và cũng là bố của Ji-hwan. Nhưng vẫn chưa có kết quả gì, chỉ vẻn vẹn một nội dung rằng trước khi cưới bà Suk-jin, ông ấy có yêu một người con gái nghèo. Ji-hwan bèn đưa quản gia Yang ra cầu thang để hỏi, cùng lúc bị Tae-hee nhìn thấy, vừa nhắc đến ông Nam Chan-u. Tae-hee không giữ được bình tĩnh xen vào, túm cổ áo răn đe Ji-hwan không tìm hiểu nữa. Ở bên khác, việc thuê người hiến tạng của Tae-hee đã bị Chu Hong biết được. Chu Hong vẫn tê bụng ngăn cản Tae-hee vì biết đây là việc làm trái pháp luật, song Tae-hee đã cố xin Chu Hong giấu vì cứu bé Son. Tae-hee biết Ji-hwan đang điều tra nên lo lắng, dùng mọi thủ đoạn để cản trở việc làm của Ji-hwan. Kể cả việc lấy chuyện của bé Son ra để phân tán sự chú ý của Ji-hwan. Tưởng rằng Chu Hong sẽ im lặng che giấu cho Tae-hee, nhưng không, buổi tối ấy cô ấy đã họp cả nhà. Mời người được thuê hiến tạng đến nói sự thật. Tôi xin lỗi, tôi và cô Tae-hee đã cố gắng để hiến nội tạng bất hợp pháp, thế là mọi người biết rồi đó. Ông Hong Sik sốc, Ji-hwan bất ngờ với thông tin như vậy. Lúc này, bé Son bỗng sốt cao, cả Chu Hong và Ji-hwan đều lo lắng đến bệnh viện gấp. Khi chờ kết quả của bác sĩ, Chu Hong đã nói đến việc Min Jong không phải con của bà Atkinson. Mẹ Min Jong là một người khác, đưa số điện thoại của một bà bán quần áo, hãy liên hệ với mẹ ruột của Min Yong. Bởi chỉ còn mẹ đẻ của Min Jong may ra còn khả năng hiện tạng cho bé Son. Tên Tae-hee đứng nghe câu chuyện làm hắn lo lắng Ji-hwan sẽ biết được chuyện nên đã điện cho cô bán quần áo mà hắn đã từng đưa tiền cho bà ấy về quê sớm. Ji-hwan lập tức đi tìm bà nhưng cửa hàng đã đóng cửa, bà chủ cửa hàng đã rời đi. Bên khác, Tae-hee vừa bồn chồn lo lắng lại cộng thêm mẹ và anh trai gây áp lực phải ly hôn với Ji-hwan. Cũng may, ông nội Hong-sik đã cầu xin Ji-hwan hãy nghĩ cho đứa cháu gái của ông mà không ly hôn, do đó Ji-hwan đã tuyên bố không ly hôn trước mặt ba mẹ con. Điều này làm Tae-hee rất vui, ad mong cô ta bớt ghét Chu Hong dùng cái. Bỗng có cuộc gọi từ Chu Hong báo cô đã có số điện thoại của cô bán hàng vải, Ji-hwan nghe xong lặng lẽ đến gặp và trò chuyện về mẹ của Min Yong. Nhưng tiếc thay bà ấy đã qua đời. Thế nào trước khi đi, bà ấy lại kể về cha đẻ thật của Ji-hwan, không phải là người cha mà anh từng nghĩ bấy lâu nay, đó là một người khác. Mẹ của cậu đã sinh ra cậu trước khi kết hôn với bố Min Jong. Sau bao nhiêu năm anh mới biết bố đẻ của mình là người khác, nhưng làm sao để anh biết được đây? Anh đến tìm mẹ của Chu Hong để hỏi thêm, nhưng lại để Tae-hee đi theo. Cuộc trò chuyện của hai người đều bị anh ta nghe được. Bỗng Chu Hong xuất hiện làm hắn chột dạ, ấp úng nói dối rằng mình mời mẹ đi ăn cơm. Thời điểm này, bà Suk-jin đã mua chục người làm việc thân cận Hong-sik để nắm những thông tin về kế hoạch của ông về sắp xếp nhân sự, kế thừa công ty. Chủ tịch dường như muốn đưa Tae-hee lên làm chủ tịch và rất tin tưởng ông U Ji-hwan. Điều này sẽ khiến bà ta lo lắng về tài sản của đứa con trai yêu quý của mình. Càng cay cú hơn nữa là trong bữa cơm sáng, chủ tịch Hong-sik thông báo sẽ thăng cấp cho Tae-hee lên làm giám đốc thương hiệu. Nghe xong, ông anh trai Tae-hee đòi ông cho mình lên làm phó chủ tịch. Không thế cha nội, dĩ nhiên là ông Hong-sik rất phân minh nên đã gạt ngay đi cái yêu cầu vớ vẩn ấy. Ji-hwan đã tranh thủ vào phòng hỏi về con trai chủ tịch là Nam Chang-u, chủ tịch có biết trước khi cưới bản Ham Suk-jin, con trai ông đã yêu một người khác. Vừa hỏi dứt thì cha Nam Tae-hee đứng ngoài mở toang cửa vào túm cổ Ji-hwan. Mày đang làm gì? Mày có muốn chết không? Ji-hwan cũng rắn giọng đáp lại, chủ tịch cũng cần biết điều đó, đừng giấu cho riêng mình. Ji-hwan tiếp tục nói về việc Tae-hee đã đi xét nghiệm huyết thống với ai đó và ông nên biết về chuyện ông còn một đứa cháu trai khác. Ông Hong-sik sẽ không nói ra người đàn bà mà con trai ông ấy yêu trước khi kết hôn là Atkinson đâu. Và việc Ji-hwan nói ông ấy cũng không buồn nghe. Mặc dù vậy, ông Hong-sik cũng đã thắc mắc đứa cháu về việc xét nghiệm mà Ji-hwan nhắc đến. Dĩ nhiên anh ta nói đó là bịa đặt. Chuyển cảnh, hai mẹ con Tae-hee về góc phòng năm xưa cô bị chính mẹ đẻ mình nhốt, bà ta đã gợi lại những ký ức cũ. Tae-hee đã thắc mắc về những việc làm mẹ đối xử với mình. Cuối cùng bà ta cũng đã cho cô ấy biết mình không phải con ông Nam Chan-u, không phải cháu ông Hong-sik. Tae-hee đã biết thân phận của mình, đã không phải con của Chan-u. Về phía ông Hong-sik, sau khi suy nghĩ liên kết các sự kiện lại, thì ông đã nghĩ ngay đến đứa cháu chỉ có thể là Ji-hwan. Ông ấy ra hỏi ngày sinh nhật của Ji-hwan. Ngày sinh nhật của Ji-hwan là gì? Cháu sinh ngày 19 tháng 5 năm 1989. Đù má trùng ngày sinh nhật của bác Hồ kính yêu của chúng ta. Trong lúc này, có thể thấy Tae-hee mặt đã tái mét. Hôm sau,
Ông hung xích gọi quản gia Giang đến hỏi về bưu phẩm trong hộp thư có gì không, nhưng ông ta nói không có gì. Sau đó, đưa một số thứ bảo quản gia Giang đi kiểm tra, không để ai biết, có kết quả đưa ông ấy ngay. Vừa ra cửa, quản gia Giang đã bị Tae Hyung bắt gặp tại cửa. Cả hai đến văn phòng và phối hợp để làm sai lệch kết quả điều tra. May quá Ji Hoan lại gặp được quản gia Giang đi ra, nên báo Chi Ho theo dõi ông ta. Nhưng Chi Ho không thể giám sát được mọi hành tung của quản gia Giang. Tối về, ông Hung Sik gọi Ji Hoan ra và đưa bản báo cáo về kiểm tra các đồ vật mà Hung Sik bảo quản gia Giang đi làm. Các báo cáo đều ghi nhận không trùng khớp. Ji Hoan cố gắng giải thích nhưng ông Hung Sik không nghe. Thôi kệ ông ấy đi Ji Hoan, thời gian còn dài mà. Chuyển cảnh là sự xuất hiện bà An Kim Sơn đang ở cùng với vợ chồng già, chắc bà ấy đã được cứu sống. Thật may cho Ji Hoan. Với sự xuất hiện của mẹ Ji Hoan thì diễn biến câu chuyện sẽ như thế nào, mời các bạn theo dõi phần sau. Phần 4 xin phép được kết thúc ở đây. Các bạn xem kênh nếu thấy hay hãy cho kênh của chúng mình những lượt đăng ký và like để team Hot Phim có động lực để review những bộ phim hay và hấp dẫn đến các bạn. Xin chào và tạm biệt.